losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn, chuyên bất động sản ở phía nam của Sài Gòn. Và ngày hôm nay Tường sẽ mang đến một bất động sản rất là đặc biệt, đó chính là mặt tiền đường Lê Thị Trợ, quận 7 mọi người. Kinh doanh mua bán thì rất là đã và sầm uất, tuyến đường thông nữa nè, vừa thông Quỳnh Ứng Phát, vừa thông đường Đào Chí và khu dân cư La Casa, Vạn Phát Hưng nhiều lắm. Thì bây giờ Từ sẽ dẫn mọi người đi tham quan chi tiết cái căn nhà này nha. Về cái phần những bất động sản mà Tường hay đăng á, thì ở website là bấtđộngsantườngliên.com, Tường để ở dưới cái phần mô tả nha. Thì bây giờ Tường sẽ dẫn mọi người đi tham quan chi tiết cái căn nhà này. Mặt tiền đường Lê Thị Trợ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đi thôi. Đầu tiên là Tường sẽ giới thiệu đường nè. Đường với độ rộng là 8m. Đường này là tên là Lê Thị Trợ nha mọi người. Ngày xưa nó là hẻm 1333 đường Quỳnh Tấn Phát. Thì bây giờ mới vừa đổi tên thành Lê Thị Trợ. Thì đường Quỳnh Tấn Phát á, thì chúng ta sẽ đi thẳng hướng này. Cách căn nhà của chúng ta độ khoảng là 200m đi thẳng ra ngoài kia đó mọi người, là tới vị trí mặt tiền đường Quỳnh Tấn Phát. Đường Lê Thị Trợ này thì rất là đông đúc, xe di chuyển rất là nhiều, kinh doanh mua bán đa ngành nghề. Và căn nhà Tường giới thiệu với mọi người là ở ngay phía trước mặt, ở phía bên kia đó mọi người, với diện tích chiều ngang 4m và chiều dài 25m, mới vừa xây dựng xong, một trệt hai lầu và có một cái sân thượng phía bên trên. Và đường Lê Thị Trợ là một cái tuyến đường thông, thứ nhất là thông qua khu La Casa, Vạn Phát Hưng, chung cư An Gia, rất là nhiều chung cư luôn, mọi người thấy không? Ở kế bên chúng ta có một cái căn biệt thự rất là lớn nè. Rồi thông ra đường Đào Chí nữa. Cái tuyến đường phải nói là rất là đông đúc, kinh doanh tôi nghĩ là sẽ rất là tốt. Đặc biệt có làm văn phòng nữa. Bên kia có rất là nhiều quán cà phê. Và bây giờ thì Tường sẽ dẫn mọi người đi vào bên trong của căn nhà nha. Với diện tích là ngang 4m và chiều dài 25m. Được thiết kế là một trệt và hai lầu, mới vừa được hoàn thiện vài tháng nay thôi. Ở phía bên ngoài chúng ta có một bộ cửa sắt được cắt CNC với hoa văn, họa tiết rất là đẹp. Cửa mở hai cánh. Và khoảng sân đầu tiên đây là mọi người, rất là rộng luôn đúng không? Với cái diện tích chiều sâu lên tới khoảng là 7m. Thì xe hơi cũng như là xe máy đậu cực kỳ là thông thoáng luôn. Nhà mặt tiền mà với một cái khoảng sân như thế này, sân trước và có một cái khoảng sân sau cũng cỡ phân nửa cái khoảng sân trước nữa, thì tôi nghĩ là mọi người rất là thích. Và ở phía trên nè, được đang để trống nè, thì chúng ta về sẽ làm thêm cái phần máy sáng á, thì vừa có thể che mưa nhưng mà vẫn có ánh nắng mặt trời tự nhiên trong căn nhà. Căn nhà mới vừa được hoàn thiện mang cái phong cách tông màu trắng và vàng cam. Ở phía dưới chúng ta sẽ có bộ cửa cuốn và bộ cửa mở nhôm sifa kính cường lực chắc chắn và cách âm. Bây giờ Tường sẽ tiến vào không gian đầu tiên, đó chính là phòng khách. Đây chính là không gian phòng khách, thì mọi người thấy như thế nào? Rất là rộng và lý tưởng luôn. Trần thì cao ráo nè, thoải mái, đèn sử dụng đèn led rất là sáng. Với cái độ rộng cũng như là chiều sâu của phòng khách đó, Tường thấy là khoảng 40m². Tường thấy là không gian phòng khách như thế này quá là rộng luôn mọi người ạ. Mà nhà mặt tiền mà có phòng khách như thế này quá là lý tưởng. Và ở giữa gia chủ có chừa một cái phần giếng trời nè, rộng lắm. Và có thể tận dụng để lắp thang máy nếu như mà gia chủ mới có cái nhu cầu lắp thang máy. Thì Tường nghĩ cái vị trí này rất là thích hợp để đi lên đi xuống. Cầu thang thì cũng được ốp sát vào bên tay phải của tường đây và đi lên rất là thuận tiện luôn. Chúng ta sẽ bỏ qua không gian phòng khách nha, và bây giờ sẽ
Tiếp đến đó chính là không gian của nhà bếp ở phía sau, mọi người thấy như thế nào? Viết phía sau nữa thì chúng ta có cái khoảng sân sau rất là đã luôn, trồng cây đã lắm. Không gian bếp thì tôi nghĩ là cái sử dụng cái màu gạch này là rất là hợp lý nè. Chúng ta sẽ đặt một cái bộ ghế 6, 8 hoặc là 10 ghế ở vị trí ngay cái tai tường. Và ở phía trong đây là kệ chân rượu nè, ở đây. Rồi cái chỗ này thì sẽ là đặt một cái chiếc máy lạnh ở cái khoảng này. Và nấu nướng thì đây chính là không gian nấu nướng. Và rửa sử dụng bồn rửa đôi nè, rất là rộng luôn. Ở phía sau chúng ta có cửa sổ cũng như là cái cửa để đi ra phía sân sau, rất là đã. Ở phía trên chúng ta có đèn nè, và có một cái quầy bar, quầy chuẩn bị đồ ăn nhỏ nhỏ xinh xinh. Trần thì trần cao lắm mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến ra khu vực sân sau nha. Tường thấy rất là đã nè, được trồng cây xanh rất là tự nhiên, tạo cho cái khoảng xanh cũng như là cái không gian xanh cho cái căn nhà của chúng ta. Và ở phía bên trong thì sử dụng nước nè, tí tách rất là hay, rất là vui tai. Mà nhà mặt tiền ở quận 7 mà có cái khoảng sân sau cũng như là không gian xanh như thế này á, thì tôi nghĩ rất là hiếm căn có được. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với căn nhà, sau đó Tường sẽ tiến lên không gian lầu 1, lầu 2 nha. Và ở phía sau nhà nè, mọi người thấy nhìn theo cái hướng tay của Tường, ban công ở phía sau nữa. Ban công phía trước và ban công ở phía sau. Căn nhà này có hai ban công luôn. Bây giờ Tường sẽ dẫn mọi người đi lên trên lầu 1, lầu 2 và sân thượng nha. Cầu thang thì sử dụng ốp gỗ ở phía dưới nè, rất là đẹp mắt. Với cái tông màu cam cam, tông với cái căn nhà luôn. Ở vị trí lầu 1 thì Tường thấy với cái giếng trời ở bên hông và cái lối đi ở giữa thì rất là thông thoáng. Và đây chính là vị trí căn phòng đầu tiên Tường muốn giới thiệu với mọi người. Cửa thì cũng được sử dụng cửa gỗ nè, rất là chắc chắn và an toàn. Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía bên trong. Với diện tích của căn phòng này khoảng 30m², chúng ta có cửa ở phía trước cũng như là cửa sổ và ban công. Ban công với độ rộng là khoảng 2m chiều ga và chạy dài qua bên hông đây nè mọi người. Ở phía dưới thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy mặt tiền. Quay trở lại với căn phòng thì Tường sẽ giới thiệu cái không gian nhà vệ sinh ở căn phòng đầu tiên. Đây sử dụng trang thiết bị cũng tốt lắm mọi người ạ. Ở phía trong chúng ta có cái phần không gian tắm bằng kính nè, rất là đã. Được ốp tường cao ráo, sạch sẽ và có cái phần máy hút mùi ở phía trên. Ở phía sau đây thì Tường sẽ giới thiệu cho mọi người căn phòng số 2. Điều đặc biệt á, view ở phía sau á, với chỉ riêng căn này thôi thì Tường sẽ thấy là đẹp hơn những cái căn khác. Tại vì những cái căn khác á, ở phía sau chúng ta không có ban công. Với diện tích á, thì cũng độ khoảng là 30m². Và có nhà vệ sinh ở phía bên trong phòng nè, rất là thuận tiện. Ban công ở phía sau nó rộng hơn ban công ở phía trước nữa nè mọi người. Tường mở ra cho mọi người xem nha. Ở phía sau chúng ta có cái view rất là đã, cái view chung cư và cái đường ngoài kia chúng ta có thể nhìn thấy được cầu Phú Mỹ. Lan can cao lắm, lan can độ khoảng 1m6 á. Ở vị trí lầu số 2 thì cũng giống như lầu số 1 nhưng mà có một điều khác biệt hơn, đó chính là cao hơn mọi người ạ. Đây vị trí căn phòng số 3 nha. Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế phía bên trong phòng nè, rất là thuận tiện. Phía sau đây, ban công đã lắm và cái view cũng rất là đã nữa. Ở phía sau chung cư đang được để trống, đang còn thiếu tiền xây. Bên kia là biệt thự mọi người ạ. Đẹp không? Mọi người thấy bên kia view biệt thự đẹp quá trời đẹp luôn. Về cửa thì cũng được sử dụng cửa nhôm Sifa, kính cường lực rất là chắc chắn nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Và nhà vệ sinh thì cũng giống như là nhà vệ sinh ở phía bên kia, có không gian tắm bằng kính nè, trang thiết bị nội thất tương đối là cao cấp, ốp tường cao sạch sẽ và có máy hút mùi ở phía trên. Cửa sử dụng cửa gỗ rất là đẹp. Căn phòng cuối cùng mà Tường muốn giới thiệu với mọi người đó chính là ở phía ngoài đây. Với diện tích cũng độ khoảng là 30m², có nhà vệ sinh ở phía bên trong. Vậy là tổng hết là chúng ta sẽ có 5 nhà vệ sinh. Đây chính là ban công ở phía trước. Tường sẽ mở cánh cửa này ra và sẽ thấy mặt tiền đường Lê Thị Chợ. Đó,
Mặt tiền đường Quỳnh Tấn Phát thì chúng ta sẽ chạy xuôi theo cái tay tường nè, ở hướng này nha. Và mặt tiền đường Đào Chí thì chúng ta sẽ ngược lại cái hướng phía bên tay trái của tường, đi thẳng ra là mặt tiền đường Đào Chí. Có cái chung cư An Gia ở phía bên đây, và điều đặc biệt kế bên chúng ta có một cái căn biệt thự rất là hoành tráng luôn nè mọi người. Wow, căn biệt thự đã lắm, bự chắc là cũng khoảng 500m2 mọi người. Biệt thự gì đâu mà bự ơi là bự luôn, nằm ở căn góc luôn mọi người ạ. Hoành tráng ơi là hoành tráng. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có phòng thờ và giếng trời ở chỗ này nè, nãy tường có giới thiệu với mọi người. Thì nếu như mà lắp thang máy mà dạng nhỏ gọn thì lắp ở đây đó, thì đi lên trên đây rất là thuận tiện. Ở phía sân thượng này thì chúng ta sẽ có phòng thờ ở bên trong nhà nè, rồi ở phía trước đó chính là sân thượng trước. Sân thượng trước với cái độ rộng khoảng 20m2, tôi thấy cũng hợp lý rồi, tại vì chùa sân thượng nhiều quá mất cái diện tích bên trong nhà. Đây sân thượng ở phía trước nha. Chúng ta về thì cũng có thể làm thêm cái phần lan can cao hơn một chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ như thế này cũng đã được rồi. Độ cao độ khoảng là 1m1 mọi người, cũng tương đối là cao. Mặt tiền ở phía dưới. Và đây thì dễ dàng nhìn thấy người hàng xóm của chúng ta, căn biệt thự ngoài kia cũng biệt thự ngoài kia nhiều lắm. Quay trở lại bên trong thì tường sẽ tiến ra không gian sân thượng sau nha. Ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nữa ở trên sân thượng nữa mọi người, rất là đặc biệt và cần thiết. Ở phía bên tay phải của bên tường đây là chúng ta sẽ đặt máy giặt có ống cấp cũng như là ống thoát, được cũng được gia chủ chừa ở đây rồi, rất là thuận tiện. Còn về nhà vệ sinh ở sân thượng này thì tường thấy là cũng vừa vặn, nhỏ gọn, xinh xắn mọi người, cũng không cần thiết là phải quá rộng đâu, tại vì phục vụ cái nhu cầu cũng như là tiệc tùng á, đi nó cho nó dễ vậy đó. Đây là sân thượng ở phía sau thì chúng ta rộng hơn, độ khoảng là 30m2 bằng với cái diện tích của căn phòng, đã được gia cố cũng như là làm kiên cố khung sắt bảo vệ hai bên, và ở phía sau cũng có cái bờ khung sắt bảo vệ cao khoảng 1m6 nữa, rất là chắc chắn nè. Ở phía sau nữa thì nãy giờ tường giới thiệu rồi, cũng không có gì đặc biệt nữa hết. Bây giờ thì tường sẽ quay trở lại với căn nhà để nói về cái phần thông tin và pháp lý. Với vị trí của căn nhà mặt tiền này là ở đường Lê Thị Chợ, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài là 25m. Căn nhà mới vừa được xây dựng nha mọi người, rất là đẹp. Được kết cấu là gồm có một trệt và hai lầu. Phía trên chúng ta có cái khoảng sân thượng trước và sân thượng ở phía sau. Điều đặc biệt của căn nhà mặt tiền này là chúng ta sẽ có hai phần ban công, view rất là đẹp ở phía sau. Ở bên trong căn nhà thì chúng ta sẽ có là 4 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh. Ở trên sân thượng là thêm các nhà vệ sinh nữa để cho tiện khi mà chúng ta là mở tiệc. Còn về hướng của căn nhà này đó chính là hướng nam nha mọi người, hướng gió nè, rất là mát mẻ nữa. Có sân phía trước đổ xe hơi và sân ở phía sau chúng ta trồng cây, cũng giống như là có một cái hòn non bộ nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là đã. Về giá mà gia chủ muốn bán cái căn nhà này đó chính là 13.200.000.000. Mọi người thấy một cái giá rất là hợp lý, nhanh tay gọi điện cho tường để xem và sở hữu nha. Về video thì tường cũng xin được kết thúc, mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tường, để cập nhật thêm những bất động sản khu vực Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa nha. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.